Theo luật hấp dẫn thì bất kỳ điều gì mà bạn tập trung vào kèm theo với cảm xúc thì nó sẽ quay lại với chính bạn. Những suy nghĩ mà bạn tạo ra sẽ quay ngược lại với bạn. Bạn giống như một trạm phát sóng. Bạn gửi những thông điệp vào vũ trụ và vũ trụ sẽ phản ứng lại với bạn. Và câu ghét của nào trời trao của nấy. Đó là kinh nghiệm sống mà ông bà chúng ta đã đúc kết từ trong quá trình sống của mình, muốn truyền lại cho con cháu. Bởi vì bạn sẽ thu hút bất kỳ điều gì mà bạn tập trung vào, kể cả những thứ mà bạn muốn và những thứ mà bạn không muốn, bạn cũng đều thu hút vào cuộc sống của mình bằng suy nghĩ của mình. Ghét của nào trời trao của nấy. Đó là những việc mà bạn thường hay chê bai, bạn thường hay mỉa mai người khác. Hoặc khi bạn ghét cay ghét đắng một ai đó nhưng bạn vẫn thường xuyên liên tục suy nghĩ về điều này thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành người như họ. Hoặc khi bạn thường xuyên phàn nàn những điều không mong muốn xảy ra trong cuộc sống nhưng bạn vẫn thường xuyên phàn nàn, bạn thường xuyên than vãn, bạn thường xuyên đi kể lể với người khác thì bạn vẫn liên tục tạo năng lượng cho những điều đó và bạn sẽ càng thu hút thêm những điều đó vào cuộc sống của mình. Qua đó, ông bà muốn khuyên chúng ta rằng nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống này thì chúng ta cần phải thay đổi những gì mà chúng ta tập trung vào. Thay vì chúng ta thường xuyên tập trung vào những điều mà chúng ta không mong muốn thì chúng ta hãy chuyển sang tập trung vào những thứ mà chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ có được những gì mà mình mong muốn. Đó là quy luật của vũ trụ, đó là quy luật hấp dẫn. Cuộc sống tương lai của bạn là do bạn quyết định. Chúc các bạn thành công.